Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh và 180 đại biểu đại diện cho trên 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong nhiệm kỳ đã điều tra làm rõ trên 2.100 vụ phạm tội về trật tự xã hội, vượt 11,8% so với chỉ tiêu đề ra. Điều tra làm rõ 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Bình quân hàng năm có trên 82% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các địa bàn, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, khác biệt, có tính đột phá trong hoạt động công đoàn. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 gồm 11 chương và 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với điều lệ khóa 11, với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Tại lớp tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu sâu về quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12 về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở, nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn, đại hội công đoàn các cấp, quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ủy ban kiểm tra công đoàn, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn, quy định về công tác nữ công tác tài chính và công tác kiểm tra giám sát. Thông qua lớp tập huấn đã góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương, ngành, cơ quan đơn vị, từ đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, song Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết đại hội đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, không để kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao. Đặc biệt, Công an tỉnh đã sớm tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều biện pháp có tính cấp thiết cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia có hiệu quả công tác khoanh vùng, dập dịch. Lực lượng công an là lực lượng có thể nói là tham gia một cách sớm nhất trong cái việc tham mưu đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ngay từ khi mà nó xuất hiện, nó nhen nhóm hoặc thậm chí là chỉ có nguy cơ những cái dịch bệnh này phát sinh thì lực lượng công an đã có mặt và đã tham mưu. Cái thứ hai là cũng không ai khác, chính cái lực lượng công an, các cái chiến sĩ công an này xông xáo bám sát địa bàn và phân tích đánh giá và đã vẽ được cái đường đi của các cái của dịch, có thể nói tóm tắt là cái đường đi của dịch, để có những cái phương án bao vây, phong tỏa, cô lập và để chống cái dịch bệnh này lây lan ra địa bàn. Và cái thứ ba, một cái này là vô cùng đặc biệt, đó là lực lượng công an đã vô cùng là quyết liệt trong cái việc mà đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành các cái quyết định rất táo bạo, có thể nói là những cái quyết định cô lập, cách ly cả một vùng, một khu dân cư, một địa bàn, một địa giới hành chính, là những cái quyết định hết sức là táo bạo và chưa từng có ở trong cái tiền lệ. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai 23 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, hàng chục đợt rà soát, khảo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, không để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, gây bức xúc, không để hình thành, tồn tại tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu xã hội đen. Công tác điều tra xử lý các vụ án hình sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hàng trăm mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự, 10.600 tổ liên gia tự quản, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trách nhiệm của người đứng đầu, dù là cấp tỉnh hay là cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn thì đều có trách nhiệm về công tác xây dựng phong trào. Do vậy cho nên những mô hình triển khai cũng như sơ kết các mô hình ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp thì các đồng chí làm tương đối rất bài bản và có kết quả thực sự trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm công trình phần việc được đoàn viên, hội viên công an tỉnh đăng ký. Trong đó có nhiều công trình phần việc phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả thiết thực. Điển hình là câu lạc bộ chiến binh không gian mạng, xây dựng duy trì các trang fanpage, Facebook, phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chúng tôi đã giữ vững sự ổn định chính trị trong tỉnh, đảm bảo tốt an ninh chính trị, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đã không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động có tính chuyên nghiệp, manh động, côn đồ bạo lực trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quản lý hành chính, quản lý trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng công an được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Với những quyết tâm nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ, trong nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và hàng nghìn lượt tập thể cá nhân, đảng viên, cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trưởng thành, vững vàng, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng gần đây, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở một số tỉnh thành trong cả nước. Bệnh sốt xuất huyết ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người bệnh. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị tích cực kịp thời, đúng phương pháp, có thể dẫn đến tử vong. Chính vì vậy mà công tác chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là rất quan trọng và cần thiết. Sốt xuất huyết là bệnh do siêu virus dengue gây ra, là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và lây lan chủ yếu do loại muỗi vằn hút máu từ người mắc bệnh truyền sang người lành. Loại muỗi vằn này thường ở trong nhà, trong các góc tối và các nơi ẩm thấp. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường đẻ trứng vào những dụng cụ chứa nước sạch trong nhà và khu vực quanh nhà như bể, thùng, chai lọ, lọ hoa, thùng bỏ không, rác thải, lốp hỏng có chứa nước đọng. Điều kiện thời tiết năm nay thì thời tiết nó cái nhiệt độ của nó phù hợp với lại cúm nó phát triển. Thứ hai là độ ẩm nó cao nên hầu như các bệnh nhân vào viện và bắt buộc phải nhập viện là trong cái tình trạng là tương đối nặng. Thứ hai là cái biến chứng nó rất là nhiều, nó viêm phế quản phổi, viêm tay giữa, viêm phổi. Ngoài ra, bệnh sốt xuất huyết có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh sốt virus thông thường, nên nhiều người dân thường chủ quan, không đến các cơ sở y tế khám bệnh,
dẫn tới tình trạng bệnh nặng và biến chứng thành xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân thường có sốt, thế thì dấu hiệu của sốt nó giống như nhiễm các loại virus khác. Trong vòng 2-3 ngày đầu, sốt thì thường giống như tất cả các loại virus khác, nhưng từ ngày thứ tư, ngày thứ năm thì đi, bệnh bắt đầu rõ dần, bắt đầu cơn cơ thể bắt đầu phát ban. Đấy. Nên bệnh nhân bắt đầu đi vào mệt, mỏi và bắt đầu có biểu hiện xuất huyết ở dưới da, có thể có chảy máu chân răng. Nên cố gắng để tới bệnh viện để kiểm tra cái xét nghiệm sốt xuất huyết nhanh. Thế thường là sốt sau 2 ngày là có thể xét nghiệm được rồi, để có hướng chẩn đoán chính xác. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, người dân cần vệ sinh sạch sẽ khu vực sinh sống. Trường hợp có những dấu hiệu sốt nên chủ động nhập viện để khám điều trị theo chỉ định của bác sĩ.